Tâm xin được kính chúc quý vị và các bạn có một đêm thưởng thức ca nhạc thật là đặc biệt, thật là hạnh phúc, thật thú vị và một năm mới thật an khang và thịnh vượng. Mỹ Tâm rất là cảm ơn chương trình đã mời Mỹ Tâm tham dự trong chương trình hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Vừa rồi là một ca khúc của nhạc sĩ Hồng Đăng, ca khúc Biển Hát Chiều Nay. Và tiếp theo, Mỹ Tâm xin được trân trọng gửi đến tất cả quý vị và các bạn một ca khúc của nhạc sĩ Tạ Đình Chương, ca khúc được mang tên Đón Xuân. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Trẻ thơ được vui trong an lành và đôi lứa
nguyện yêu nhau, nguyện sẽ mãi hạnh phúc bên nhau. Now that I have